Bạn đã bao giờ bắt gặp những cái thứ vô lý trong video game chưa nhỉ? Những cái thứ mà khi mà nhìn vào thì nó có hơi đi ngược lại với logic ngoài đời thật ấy. Ví dụ như một thanh niên được cử đi cứu con gái của tổng thống và chỉ được cấp cho vài viên đạn. Hay tại sao theo Doc Brand nhưng mà hắn lại chết? Thì video này sẽ tràn ngập những cái thứ như thế hoặc là tệ hơn. Nhưng không sao, thế giới ảo vẫn sẽ có luôn luôn có đầy những cái điều đi trái với tự nhiên cũng chẳng sao cả, thậm chí có khi ta còn yêu quý chúng bởi chính những cái gì cực kỳ vô lý đó ấy chứ. Nhưng trước tiên, hãy để mình nói về nhà tài trợ của video hôm nay, Revochi. Revochi là một phần mềm cung cấp game bản quyền của người Việt dành riêng cho người Việt. Với gần 1.000 tựa game bản quyền từ nhiều nền tảng khác nhau, Revochi sẽ giúp bạn được trải nghiệm từ những tựa game cũ cho tới những bom tấn mới nhất vừa mới được ra mắt. Bạn có thể mua chúng với giá rẻ hơn các nền tảng khác và có thể thuê game để chơi trong một khoảng thời gian nhất định hoặc là đăng ký theo gói thành viên để được hưởng những ưu đãi đặc biệt. Ngoài game thì Revochi còn bao gồm cả dịch vụ xem phim trên Netflix nữa, cho phép bạn có nhiều lựa chọn giải trí khác nhau. Và hãy tham gia trải nghiệm ngay các dịch vụ hấp dẫn này theo đường link chúng mình để phía bên dưới phần mô tả nhé. Đầu tiên thì để bắt đầu video, chúng ta sẽ đến với điều vô lý của những căn phòng an toàn trong các game về chủ đề tận thế. Thì đã bao giờ bạn chơi một tựa game với hàng loạt những căn phòng đầy đủ đồ dùng đến kỳ lạ trong video game chưa nhỉ? Chúng khá là thịnh hành trong các trò chơi với đề tài thảm họa tận thế như Resident Evil, The Last of Us, vân vân và mây mây. Cơ bản thì ở trong những cái căn phòng này bạn sẽ cực kỳ an toàn luôn, trái ngược với thế giới loạn lạc và tràn đầy zombie ở bên ngoài. Tại đây, bạn sẽ có yên tâm mà sửa chữa, nâng cấp, chuẩn bị mọi thứ cho hành trình của mình và đôi khi sẽ là save game. Thậm chí nếu như mà bạn không thể đi tiếp vì quá sợ ấy, thì có thể đứng cả ngày ở trong này cũng được. Trò chơi sẽ đảm bảo rằng không có bất cứ thứ gì sẽ có thể làm hại được bạn. Kẻ địch không, zombie không, Mr. X cũng không luôn. Tất nhiên là nếu bạn không đứng quá gần cánh cửa của Resident 2, ăn đấm chưa bao giờ dễ đến như thế. Quay lại vấn đề thì chúng ta sẽ thường không có lời giải thích nào cho những căn phòng như thế này đâu. Phần lớn sẽ chỉ là phần hướng dẫn cách sử dụng những cái đồ đạc ở bên trong thôi. Thì đã có bao giờ bạn thầm nghĩ tại sao những căn phòng như thế này tồn tại chưa nhỉ? Với một thế giới tràn ngập những cái hiểm nguy thì nơi đây lại rất là an toàn. Thậm chí là những sinh vật như Mr. X, thứ mà có thể phá vỡ một bức tường và đủ sức sống sót sau khi bị bazooka bắn lại không thể nào đi vào. Tất cả những gì nó có thể làm là đứng nhìn bạn save game trong sự giận dữ. Và đấy cũng sẽ là điều vô lý đầu tiên trong video này. Tiếp theo trong danh sách những cái điều vô lý, chúng ta hãy cùng đến với những cái lần bị đấm, bị đâm, bị bắn. Nói chung là ăn đủ thứ mà video game ném vào mặt bạn ấy. Đôi khi sẽ chỉ là chảy xước nhẹ nhàng nhưng mà đôi khi nhìn nó cũng khá là nghiêm trọng. Nhưng không sao, nhanh chóng dùng lên những cái món đồ kỳ diệu để điều trị sơ qua cho vết thương. Từ đó chúng ta sẽ có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục chiến đấu. Những tựa game bắn súng chắc chắn sẽ tràn ngập các sự vô lý này, có thể kể đến như là PUBG, Far Cry, Metal Gear Solid và còn rất là nhiều cái tựa game khác. Chắc chắn không cần học qua môn sinh học thì chúng ta cũng có thể nhận thấy được các sự vô lý trong quá trình điều trị này. Vì đơn giản để có thể sống sót qua trường đầy bom đạn, bạn sẽ cần có sức mạnh của Deadpool hoặc là một phép màu nào đó. Còn nếu không thì sẽ cần sự may mắn đủ để roll được mọi thứ của một game gacha và cầu mong rằng những cái viên đạn sẽ hụt hết những cái vị trí quan trọng trên cơ thể. Tỷ lệ sẽ là rất thấp theo như bạn có thể thấy đấy. Đấy là còn chưa kể đến cái lượng máu mà bạn sẽ mất. Rất nhiều lý do để có thể lên bảng điểm số sau khi ăn hết số vết thương này. Nhưng không, đống logic đó sẽ chẳng có tác dụng gì trong video game cả. Thế nên cũng chẳng có gì cản được nhân vật của bạn đứng lên như một siêu nhân nào đó sau khi dùng hết đồ sơ cứu vết thương và ăn thêm vài phát đạn nữa. Nhắc đến hồi phục trong video game thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến một cái sự vô lý khác. Bạn sẽ có thể dùng đống đồ hồi phục khi đang boss game. Đúng vậy, những cái tựa game RPG thì thường sẽ áp dụng chức năng này một cách rất là thường xuyên, nhất là khi bạn đang phải đấm nhau 200 hiệp với một con boss nào đó. Tất cả những gì bạn cần làm là để ý đến lượng máu mà bạn đang có, sau đấy là né tránh hết những gì có thể và không cần quá lo về việc bị đánh trúng bao nhiêu lần. Thứ quan trọng nhất chính là boss game đúng lúc và dùng đồ hồi phục của mình một cách thoải mái nhất có thể. Có boss có khi còn không biết rằng bạn có khả năng này. Nó sẽ chỉ cố gắng đánh bạn một cách nhiệt tình nhất để rồi máu của bạn sẽ trở lại 100% một lúc nào đó. Những món đồ mà bạn có thể dùng trong thời gian này cũng không có giới hạn đâu. Từ những món nhỏ như cọng cỏ nào đó được nhặt ở bên đường cho đến những cái chiếc bánh đủ để tổ chức sinh nhật cho bất kỳ ai. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu mà con boss có thể cản chúng ta làm điều này. Nhưng mà không,
Đến hiện nay thì dù kẻ địch là ai, tất cả đều sẽ không thể ngăn bạn dùng đồ hồi máu đâu. Điều này không cần phải nói thì ai cũng biết rằng nó là một cái lợi thế rất là lớn. Cơ bản thì nhân vật chính sẽ là bất tử, một loại cheat code mà chỉ cần bạn chuẩn bị đầy đủ thì sẽ có thể dùng. Nó cũng sẽ chỉ dừng lại khi mà bạn đã hoàn toàn hết sạch những vật phẩm hồi phục có trên người, hoặc đơn giản là khi bạn đã chán rồi. Một số nhà làm game cũng giải quyết sức mạnh này của người chơi bằng cách tăng sát thương cho boss. Cụ thể là làm cho boss mạnh đến mức one shot người chơi, không thể hồi máu khi không kịp boss game. Phải thật cẩn thận để đề phòng thằng nhân vật chính kia nó lại hồi máu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với túi đồ của người chơi. Chắc chắn rằng phải có một cái dạng phép thuật nào đó ở đây vì trông có vẻ nó không có đáy. Cứ như là túi thần kỳ của Doraemon vậy. Bạn sẽ có thể chứa tất cả mọi thứ ở trong này, từ đồ ăn, các thể loại thuốc, vũ khí và những món đồ kỳ lạ khác nữa. Hãy thử tưởng tượng bằng góc nhìn của kẻ địch. Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt với chẳng có gì ở trên tay cả. Xong rồi đột nhiên hắn rút một khẩu bazooka từ nơi nào đó ra. Nghe thì kinh thật, nhưng mà nó sẽ xuất hiện khá là thường xuyên trong nhiều trò chơi khác nhau. Một số trò chơi còn giúp cho nhân vật chẳng cần phải có túi đồ nào trong người. Mọi thứ sẽ được nhét vào hư vô và được lấy ra khi cần. Đôi khi thì những chiếc quần sẽ có túi, nhưng mà đấy là không đủ để giải thích cho cái logic kỳ lạ này đâu. Nó có thể là túi trái sẽ được dùng để đựng 10 trái lựu đạn và túi phải sẽ chứa đựng hết đống đồ ăn mà bạn sẽ dùng để hưu. Thậm chí có thể là cả cái tủ lạnh trong đó luôn vì đống đồ ăn rất là ít khi hoặc không bao giờ bị hỏng cả. Căng thẳng hơn nữa chính là đôi khi những cái túi đồ thần kỳ thường sẽ có cho mình giới hạn sức nặng. Sau khi đã chứa quá nhiều thứ kỳ lạ và hầm hố rồi thì chỉ cần mang thêm một cọng lông vũ sẽ là quá nặng vì một lý do nào đó. Mặc dù trước đó bạn đã nuôi cả một hệ sinh thái ở bên trong đó rồi. Nhưng sau cùng thì mọi thứ chỉ là để người chơi có được cảm giác thực sự giải trí cần có thôi. Chắc chắn là chẳng có ai muốn những cái túi đồ trong game sẽ giống như ở ngoài đời cả. Sẽ là rất mệt mỏi nếu cứ phải cân đo đong đếm tất cả mọi thứ trước khi nhặt nó lên. Điều mà đi ngược lại với các định luật vật lý tiếp theo sẽ là những cái vật thể mà bạn không thể phá hủy hoặc là vượt qua chúng trong video game. Nó có thể là những cái cánh cửa, những bức tường hoặc đôi khi chỉ đơn giản sẽ là những cái thứ có phần vớ vẩn khác và bạn sẽ không thể phá hủy chúng dù là làm cách nào đi chăng nữa. Ví dụ điển hình nhất chính là Kratos, ông bố của Nam, người đủ mạnh để đấm nhau với các vị thần to gấp 10 lần mình. Sức mạnh của Kratos đã là một thứ gì đó mà mọi game thủ đều biết rồi. Tuy vậy thì khi gặp cánh cửa chặn đường thì ông lại bất lực ấy. Thế thì những cánh cửa này phải mạnh hơn rớt. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng những cái vật cản này được tạo nên như một vật liệu quý hiếm nào đó. Hoặc như trong các tựa game Pokemon khi mà chúng ta sẽ bị chặn đường bởi một ông bảo vệ khát nước. Tuy vậy thì đáng buồn rằng đôi lúc chúng sẽ chỉ là những cái cánh cửa sập sệ hoặc là một cái hàng rào gỗ được làm cực kỳ tạm bỡ. Cứ như là có một cái giới nào đó vậy. Các nhà phát triển game có thể làm cho chúng trở nên hợp lý hơn một chút nếu là một hiệu ứng bùa phép nào đó. Nhưng không, tất cả sẽ chỉ là một cánh cửa gỗ hoặc là một hàng rào rất là đơn sơ. Tất nhiên là để đảm bảo cho cốt truyện và các tình tiết diễn ra một cách thuận lợi, rào chắn là điều không thể thiếu. Tuy vậy thì tại sao không làm cho nó thuyết phục hơn một tí? Nếu thế thì sẽ chẳng có bất kỳ hàng rào gỗ nào xuất hiện trong video này cả. Nếu đã chơi qua những tựa game RPG thì có thể bạn đã từng tiếp xúc với những NPC bán đồ như thế này rồi. Họ sẽ có mặt ở gần như mọi thị trấn mà bạn đã từng đi qua hoặc đôi khi là những cái con đường vắng vẻ nào đó. Đây là nơi mà bạn sẽ có thể mua bán nhiều thứ tùy theo nhu cầu của mình. Từ đồ ăn, thức uống cho đến giáp và vũ khí. Nói thẳng ra thì những NPC này rất là cần thiết trong những trò chơi và là một chức năng không thể thiếu. Hình ảnh về những NPC này chắc là đã quá quen thuộc rồi. Nhưng bạn biết điều gì còn quen thuộc hơn không nhỉ? Đó là các cách mua bán của bọn NPC này, nó có hơi đần. Phần lớn sẽ không quan tâm đến lợi nhuận vì một lý do nào đó. Thế nên bạn sẽ có thể nhặt hết mọi thứ rác thải trong hành trình của mình và bán lại cho bọn NPC như thế này. Đây sẽ là một nguồn tiền vô hạn trong video game, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ đưa hết những thứ bạn tìm được và những NPC sẽ phải trả bạn đầy đủ những cái đồng tiền của mình. Từ những thứ có giá trị như ngọc quý, vàng bạc cho đến đôi giày vô dụng mà bạn lút được từ kẻ địch. Chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một đại gia đích thực. Một số tựa game như Witcher 3 hay là Divinity Original Sin 2 thì tiền của NPC sẽ không phải là vô hạn và chúng có thể cạn kiệt. Tuy vậy thì người chơi chỉ cần chờ đợi tầm vài ngày để lại có thể bán đồ cho NPC. Và một cửa hàng sẽ chỉ mua đúng loại vật phẩm mà mình kinh doanh thôi. Nhưng tất cả chỉ để người chơi phải mất thêm tí thời gian để tìm hiểu mà thôi, còn lại thì đâu ấn vào đó. Dẫn đến những pha đi farm thịt bò và bán cho những NPC giàu nhất để tiết kiệm thời gian. Làm chủ nền kinh tế chưa bao giờ dễ dàng đến như thế. Thứ tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến chính là những cái nhiệm vụ phụ mà đáng lẽ ra nhân vật chính sẽ không phải làm.
Đôi khi là những cái lúc mà nhân vật của bạn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, nhưng những nhiệm vụ này vẫn phải phiền bạn ra tay vì một tí kinh nghiệm hoặc là tiền bạc. Đấy có thể là hái hoa hoặc là bắt bướm, và đôi khi sẽ vớ vẩn hơn rất là nhiều lần. Một vài trường hợp sẽ là trước những lúc rất là quan trọng, như đi trận đánh boss cuối chẳng hạn. Các NPC sẽ không động não và suy nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đống nhiệm vụ nhảm nhí làm cho nhân vật chính trở nên mệt mỏi rồi thất bại trong hành trình cứu thế giới. Đấy chắc chắn sẽ là tận thế. Nhưng không, chúng ta vẫn sẽ phải nhận cái nhiệm vụ hết sức vớ vẩn này. Bọn mình trước đây đã từng làm cả một cái danh sách dành cho những questline như thế này rồi. Trong đó sẽ là chi tiết những cái loại nhiệm vụ mà bạn có thể sẽ bắt gặp và chúng cực kỳ thiếu logic, chưa kể đến thời gian mà bạn cần để hoàn thành chúng. Nhờ thế mà chúng ta sẽ đến với một sự thiếu logic khác, thời gian trong game. Đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách để quyết định cho sự tồn vong của cả thế giới. Mọi thứ sẽ được đặt lên đầu của nhân vật chính. Đấy chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng luôn. Tuy vậy thì trò chơi sẽ không ép buộc bạn phải hoàn thành nó thật là nhanh, mặc dù đôi khi là thảm họa đã đến cực kỳ gần rồi. Nhưng điều đó vẫn sẽ là không quá hiện hữu và cảm giác gấp rút gần như là không có đâu. Thế nên dù thời gian theo cốt truyện là đang cạn dần, bạn vẫn có thể đi vòng quanh khám phá, thu nhập hết những thứ linh ta linh tinh và làm những nhiệm vụ vớ vẩn kể trên. Một ông thợ săn quái vật thậm chí còn có thể đi khắp cả bản đồ để làm thủ lĩnh thẻ bài và kiếm trác cho đầy đủ. Điều này sẽ diễn ra khá là thường xuyên nếu bạn là một gamer thích đi khám phá để hoàn thành 100% trò chơi của mình. Phần lớn những cái trò chơi ngoài kia cũng sẽ không đặt một cái giới hạn thời gian nào cả, đơn giản là vì các nhà phát triển không muốn đặt bạn vào các tình huống khó xử đâu. Cùng với đó là sẽ có không ít gamer không thích phải chịu áp lực khi mà chơi game. Thế nên dù nhìn có vô lý thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ thoải mái làm hết mọi thứ mình muốn trước khi phải lao vào các cái tình huống sinh tử. Điều cuối cùng mà theo chúng mình sẽ là vô lý nhất, điều mà sẽ đi ngược lại với mọi thứ logic ngoài đời thật, đó sẽ chính là bạn. Hay nói đúng hơn thì cái hào quang nhân vật chính của chúng ta sẽ không diễn ra ở bất kỳ nơi đâu ngoài một tựa game nào đó. Mọi sự kiện hay ho và quan trọng ngoài đời đều sẽ tránh né chúng ta một cách hoàn hảo. Hay nếu có một sự kiện tận thế nào đó diễn ra thì tôi và bạn sẽ nằm nhanh hơn bạn gái cũ trở mặt. Vì đơn giản là nếu không có một cái lot armor cực kỳ dài như trong game thì sẽ chẳng có khả năng chúng ta sẽ có thể đấm được quái vật. Và có thể nếu zombie là có thật ý, thì bạn sẽ sống sót. Tuy vậy nếu thế giới cần được cứu thì việc đó sẽ không đến lượt chúng ta đâu. Vấn đề to đùng ở phía trên đã khép lại danh sách những cái thứ vô lý trong video game này của chúng mình. Có thể sẽ có những cái thứ kỳ lạ hơn mà bạn đã nhìn thấy. Thế thì đừng ngần ngại mà hãy comment dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Đây là Dalby và hãy đón xem video tiếp theo của bọn mình. À mà hãy tham gia chương trình Membership để có thể nhận được những cái ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn. Discord của tụi mình cũng sẽ luôn chào đón bạn đến để giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại!